Chào tất cả các bác, hiện tại thì em đang có mặt ở thành phố Thái Bình. Hôm nay bên em có lắp đặt bộ dàn âm thanh dành cho anh Thân. Ở đây, bọn em đã vừa chuyển đồ lên xong rồi. Bây giờ bọn em lấy lốt đồ và bọn em sẽ lên quay phòng khách cho các bác cùng xem nhé. Đây, bên em đã vừa chuyển đồ xong. Với phòng này thì dự tính là sẽ để hai chiếc loa nằm ở hai phía bên này. Súp thì sẽ có thể là sẽ để ở góc phía bên ngoài này. Thiết bị thì để dưới đây luôn này. Với cấu hình này thì bên em sử dụng đấy là loa CFPR12, chiếc loa thứ hai. Với phòng này thì bên em sẽ là treo, thế là bên em sẽ bóc ra để lắp đặt đích vào hai chiếc ốc của cái này. Ok. Bên em vừa lên được chiếc thứ nhất và bây giờ đang tiếp tục tính chiếc thứ hai. Rồi, loa bên em đã treo xong. Dây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ bên em sẽ kết nối các thiết bị. Đây là đẩy 4 kênh này. 4 kênh, mỗi kênh 600W. Quản lý nguồn, vang số và mic. Mic ở đây thì bên em sẽ sử dụng là mic Beyer Suite BS800. Tiếng Anh giỏi. Rồi, dây tín hiệu, dây nguồn đã ok. Đó, tất cả đã sẵn sàng. Các thiết bị cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ bên em sẽ vào quá trình setup. Thì hiện tại ở đây thì là bên setup bên em sẽ để sẵn ngay cái súp ở đây. Đó, bắt đầu ngày mai thì các anh nội thất các anh sẽ bỏ cái phần này. Bỏ cái phần này và cho chiếc súp này để sát ở phía trong này. Thì là các thiết bị thì bọn em cũng sẽ để lên trên đây luôn. Anh em thử xem nó đã nhập ác không? Vẫn chưa cài đặt anh ạ, lát nữa cài đặt xong tầm khoảng nửa tiếng anh quay lại. Là ok, còn bây giờ bọn em bắt đầu với setup. Đây bên em đã vừa setup xong, bây giờ mời các bạn cùng nghe thử chất âm nhá. Sẽ thử mở một chút nhạc remix cho các bác cùng nghe nhá. Yeah.
Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh lắm, lũ hôn tơ ai chào em rồi. Nét yêu kiều thứ tha, cho hồn đắm say, cuộc tình người dài lâu. Lòng cay đắng khi em quên nơi em, lời yêu rồi thương em đã quên. Nhưng lòng anh đôi hoài thấp mơ, tình sẽ không vội qua những làn mây. Có nhiều đêm trong mơ bởi ta sai, lên thần tượng cũng lung mờ. Đêm linh đó ta ngồi nghe gió, trong hân hoan vang dậy sóng sông hồ. Sông để đi em rồi mãi về xứ lạ. Để mình ta buồn cho éo mắt tình nào. Hết thật rồi sao, tôi ta xin tự tạ. Cuộc tình này rồi cũng đến dần dần. Lầy lầy uốn đi em, một giọt sau ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tan. Xin đừng cho ta thêm một ngày là tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi. Rồi, bên em đã vừa setup xong, bây giờ bên em sẽ hướng dẫn và bàn giao các sản phẩm thiết bị cho anh, Thuấn. Và trên này thì mình sẽ không thao tác gì. Rồi, cái kia cứ để nguyên, không thể sờ mó thì mà công tác không dùng gì. Cái này nó như kiểu cái app điện khi mà mình xong này. Mình sự cố cái này nó tự nó nhảy đúng không? Đúng rồi. Nó kiểu tự động. Chủ đã vàng số thì mình bật lên thì mình đấy. Đấy. À không, nhưng mà bỏ nữa ấy, về em có máy tính bỏ nữa cho phần mềm ấy là... Đúng rồi, cái này thì đơn giản nữa. Cái đấy thì là khi bật lên nhé, cái chỉ cần quan tâm mỗi cái nút này thôi. Em bấm lên, bấm một lần nhé. Rồi, bên em đã vừa lắp đặt và bàn giao xong cho anh Thuấn ở thành phố Thái Bình. Xin chào các bác và hẹn các bác trong các clip tiếp theo. Trời cũng đã muộn lắm rồi, hôm nay lại còn mưa lạnh nữa. Bọn em về Hà Nội đây. Xin chào các bác.